Tiểu Phi, hổ phách thật hiện giờ giấu ở đâu? Thành thật khai báo, nếu không đừng trách bổn phủ vô tình. Hồi bẩm đại nhân, vật Triệu Phi đánh cắp quả thật là hổ phách ngàn năm giả mà thôi. Triệu Phi, chuyện tới nước này, ngươi còn muốn xảo biện sao? Kẻ đang giảo biện chính là Hầu Gia. Tuy là Hồ Giang đã chết, nhưng thiên lý tuần hoàn, trên đời này vẫn còn có thiên lý đó. To gan, ngươi vẫn còn khẩu xuất cuồng ngôn. Bao đại nhân, Triệu Phi vẫn lập luận để chối tội, nếu không thụ hình, khó để hắn chịu nhận tội. Hầu Gia, bao đại nhân, giả sử thời gian đã tới, hổ phách ngàn năm có liên quan tới chứng bệnh của Thái Hậu. Nếu không may hoàng thượng khiển trách chúng ta, tôi và ngài sẽ không yên đâu. Hầu Gia buộc Triệu Phi này nhận lấy tội, buộc phải xem như nơi đây không chôn giấu 300 lượng vàng. Chẳng lẽ trong lòng của Hầu Gia đang xáo trộn một bí mật không thể nào nói cho ai biết? To gan, người đâu, đánh hắn cho ta. Hầu Gia suy xét, bao đại nhân, ngài năm lần bảy lượt cản trở, phải chăng Triển Hậu Vệ và Triệu Phi là chỗ thâm giao nên ngài mới bao che cho hắn, có phải không? Tuyệt đối không có. Nếu tuyệt đối không có, xin đại nhân đừng cản trở nữa, bởi vì tội nhân không chịu khai. Hơn nữa, hổ phách này có liên quan tới sự an nguy của Thái Hậu, tình chắc ta không hề vi phạm luật lệ Đại Tống. Một thảo dân như hắn, nếu không tra tấn, hắn làm sao khai cung được? Nếu là như vậy thì tùy ý Hầu Gia phán quyết. Triệu Phi, mau trả lời bổn hầu lần cuối, bây giờ ngươi có chịu giao trả hổ phách ngàn năm không? Hồ Giang đã lấy hổ phách ngàn năm trên tay của Dương Bách Phương rồi. Hầu Gia đã thừa biết, sao còn hỏi tôi chứ? To gan, còn xuất khẩu cùng ngôn. Bao đại nhân, nếu không dùng cực hình, không thể nào buộc hắn khai ra được. Khoan đã, bao đại nhân, kẻ này thà chết không khai, hơn nữa hắn còn xuất ngôn bất ngữ nhục mạ bổn hầu. Nếu không cực hình, hắn không khuất phục đâu. Hầu Gia, bổn phủ lòng cùng đồng cảm, nhưng phải nghĩ lại phạm nhân, nếu trong lúc không cầm cự nổi cực hình chết ngay lúc đó, vậy tung tích của hổ phách ngàn năm ta còn biết tìm ở đâu? Phán đoán của Hầu Gia, nếu không có hổ phách thì lấy gì chữa trị cho chứng bệnh của Thái Hậu? Giả lại, chỉ riêng tội thất trách thì Hầu Gia đây khó mà tự mình gánh lấy. Nếu Hầu Gia trong lòng không hổ thẹn, cần gì chấp nhất những lời của Triệu Phi, dùng cực hình tra tấn, chỉ mong án mạng xảy ra để che đậy chứng cơ. Bao đại nhân, Triệu Phi trước đây là thiên hạ đệ nhất bộ khoái, võ công cao cường, chỉ là cực hình thôi, làm sao có thể chết được chứ? Hầu Gia, bổn phủ đề nghị tạm giam Triệu Phi lại, chờ mai xử tiếp. Nói chung là tất cả hậu quả mau chứng tự mình gánh lấy, chẳng hay ý của Hầu Gia như thế nào. Bao đại nhân, ngài giam cầm hắn rồi lại giam cầm sau, dám hỏi ngài định kết thúc vụ án này trong bao lâu? Thời hạn một tuần trăng không còn bao nhiêu ngày. Được, bao đại nhân giữ vững ý riêng, bổn hầu sẽ cùng ngài nhập cung chiến giá để hoàng thượng định đoạt. Hầu Gia, hạ thần hiệp trung minh bao chứng tham kiến hoàng thượng, kính chúc hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hai vị canh giá bình thân. Tạ hoàng thượng. Hai vị canh gia gấp rút cầu kiến, chẳng hay có chuyện gì cần? Khải tấu hoàng thượng, lần này thần vào cung vì chuyện hổ phách ngàn năm. Không lẽ hai vị canh gia đã tìm được hổ phách ngàn năm rồi sao? Khải bẩm hoàng thượng, lẽ ra tên phi tặc trộm báu vật đã bị tầm nã quy án, nhưng mà vì
Bao đại nhân có lòng độ lượng, không đồng ý dùng hình tra tấn. Vì lẽ đó nên hạ thần cho rằng, nếu vụ án cứ tiếp tục, cũng sẽ phí công thôi. Bao khanh gia. Dạ hoàng thượng. Lời nói của hiệp khanh gia là thật hay giả? Khải bẩm hoàng thượng, thần cho rằng dùng hình tra tấn buộc phạm nhân nhận tội trái với quốc pháp. Và lại Triệu Phi đã kiên quyết khẳng định hộ phách đánh cắp tại hầu phủ là một vật cứng. Lẽ đó dù ta có tra tấn đến chết thì cũng khó mà tìm lại hộ phách thật. Bao khanh gia nói vậy cũng rất có lý. Khải bẩm hoàng thượng, nhưng mà nếu không dùng cực hình tra tấn, tin chắc Triệu Phi sẽ không giao trả hổ phách thật ra. Thử hỏi, nếu không có hổ phách ngàn năm thì làm sao chữa trị chứng bệnh của Thái Hậu đây? Hiệp khanh gia nói cũng rất có lý. Chứng bệnh của Thái Hậu càng ngày càng nghiêm trọng. Tìm kiếm hổ phách ngàn năm, đó là chuyện hết sức cần thiết. Việc làm của Hiệp khanh gia tuy có hơi quá đáng một chút, nhưng cũng chỉ vì lo lắng cho Thái Hậu mà thôi. Nếu hoàng thượng cho rằng dùng cực hình tra tấn không quá đáng, khẩn xin hoàng thượng chuyển giao Triệu Phi cho hạ thần hỏi cung. Tin chắc không quá 3 ngày, Triệu Phi sẽ giao trả lại hổ phách ngàn năm. Hoàng thượng, lời bình của hầu gia chưa hẳn vô lý, nhưng hạ thần chỉ ngại nếu Triệu Phi nói đúng sự thật, xuất thủ nặng tay làm đánh chết người, thì có phải là giết lầm kẻ vô tội hay không? Bao đại nhân nên biết rằng hổ phách ngàn năm là báu vật do tiên đế ban cho, bổn hầu có trách nhiệm phải truy tìm báu vật. Hoàng thượng, hạ thần có một yêu cầu, mong hoàng thượng chấp thuận. Bao khanh gia đừng ngại cứ nói. Mong hoàng thượng cho thần thêm thời hạn 3 ngày. 3 ngày sau thần sẽ tìm lại hổ phách ngàn năm và định tội Triệu Phi. Nếu bại sự, thần cam tâm chịu phạt. Khởi bẩm hoàng thượng, chuyện này ngàn lần không nên. Là gì? Triệu Phi từng nói tại phủ Khai Phong là sẽ giết người. Hạ thần chỉ sợ chuyện này sẽ tái diễn thôi. Hoàng thượng. Hạ thần đồng ý dùng quan bảo bảo đảm. Hoàng thượng. Hai vị khanh gia không nên đứng trước mặt trẫm mà tranh luận. Trẫm sẽ khoan dung cho bao khanh gia thêm 3 ngày. Hiệp khanh gia chắc không có kiến nghị gì chứ? Thần tuân chỉ. Tạ ơn hoàng thượng.